Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với series Meta Axi cùng Henry. Và ngày hôm nay Henry sẽ giới thiệu cho mọi người một đội hình với lối chơi hồi máu tới chết luôn. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Đội hình này thì chơi rất là đơn giản. Nhiệm vụ của các bạn là làm sao giữ cho đội hình của mình sống sót được càng lâu càng tốt, kéo trận đấu càng dài càng tốt, đi vào giai đoạn Blood Moon. Và hôm nay Henry sẽ cho các bạn xem một đội hình với lối đánh này leo được top 100 server hiện tại. Và chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu với lại chú rẹp chủ lực, chú rẹp chính của đội hình này. Đây là một chú rẹp có khả năng phòng thủ rất tốt, với những kỹ năng hồi máu cũng như là tạo giáp và cả những cái kỹ năng có thể làm giảm sát thương nhận vào nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau xem là bộ kỹ năng cũng như là rune và charm cần cho chú rẹp này là gì nhé. Đầu tiên là về kỹ năng. Kỹ năng thứ nhất rất là quan trọng của chú rẹp này đó chính là chiếc đuôi War Gecko. Đây là một cái đuôi khá là đặc biệt, gần như đây là một hiệu ứng mà chỉ có kỹ năng này mới có trong game. Đó chính là hiệu ứng giảm 25% sát thương nhận vào sau khi sử dụng cái chiêu này. Rồi tiếp theo các bạn sẽ có cho mình là những kỹ năng tạo giáp, ví dụ như là cái lưng là Bonsai và cái sừng là Scaly Bull. Hai kỹ năng này sẽ cho 70 giáp cũng như là những cái hiệu ứng như là phản đam hay là bốc thêm bài, rất là ok. Tiếp theo đó là một cái tai khá là đặc trưng là tai Frieza. Nó sẽ giúp cho chú rẹp này hồi tổng cộng là 4 lần, mỗi lần là 20 máu cho ngẫu nhiên vàng team. Và nếu như các bạn mà vào cái thế solo một mình chú rẹp này solo với cả cái team kia luôn thì nó sẽ là một kỹ năng hồi đến tận 80 máu cho một mình chú rẹp này, rất là tuyệt vời ha. Nếu mà các bạn có thể gắn thêm một vài cái charm tăng thêm máu hồi thì nó có thể hồi lên tới cả 100 máu lần đấy các bạn. Rồi tiếp theo chúng ta đã có đuôi rồi nè, đuôi giảm đam rồi nè, lưng rồi nè, sừng rồi nè, rồi đã có tai rồi nè, rồi bây giờ là sẽ là mắt. Các bạn cho mình là cái mắt là mắt tricky nha. Mắt tricky sẽ giúp cho các bạn hồi 50 máu nha, rất là tuyệt vời. Bởi vì ở phần rẹp có khả năng hồi máu nó không quá nhiều đâu, và hai khả năng hồi máu mạnh nhất của rẹp là cái tai và cái con mắt tricky là đã có hết trong chú rẹp này rồi. Và phần cuối cùng các bạn hãy chọn cho mình là cái miệng. Miệng ở đây thì Henry chọn cho mình là miệng Tiny Turtle. Tiny Turtle sẽ giúp cho các bạn gây choáng đối phương, làm giảm cái tốc độ nhịp độ tấn công của đối phương lại. Hoặc là các bạn có thể linh động thay đổi cái miệng, có thể chọn cái miệng gọi là Razor Bite, hoặc là các bạn hãy chọn cho mình cái miệng Kotaro cũng được, không có vấn đề gì cả nhá. Quan trọng là năm kỹ năng kia, được chưa ạ? Tiếp theo là về phần rune. Nếu như mà các bạn may mắn các bạn có thể craft ra được rune xịn dành cho hệ rẹp thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái ngọc là ngọc Generator. Còn nếu như các bạn không thể tìm được cái ngọc xịn đó, bởi vì thật sự đây cũng rất là khó tìm, đây gần như là cái ngọc hiếm nhất của hệ rẹp rồi, thì các bạn có thể sử dụng những cái ngọc hồi máu rất là bình thường của game, ví dụ như là Leftover Poison. Đây là một cái ngọc rất là cơ bản, ngọc free dành cho tất cả các con luôn, tất cả các mùa đều sử dụng cái ngọc này hết. Và thậm chí cái team hiện tại đang leo top 100 này nó cũng đang sử dụng ngọc Leftover Poison. Ok chưa? Rồi tiếp theo là về phần charm. Thì phần charm của cái con rẹp này bắt buộc nha các bạn bắt buộc phải có cho mình một cái gọi là Gecko Mask, một cái mặt nạ. Cái mặt nạ này có một cái hiệu ứng đó là khi mà gắn vào những kỹ năng tấn công là nó sẽ hút sát thương, có nghĩa là nó sẽ có một cái hiệu ứng taunt hoặc là câu chiêu lên cái con rẹp này. Và như hồi nãy mình đã nói với các bạn biết rồi đó, thì cái đuôi War Gecko này nó gây 60 sát thương và giảm, có một cái hiệu ứng là giảm 25% sát thương nhận vào. Nếu các bạn gắn cái Gecko Mask này vào cái đuôi này nữa thì sau khi các bạn tấn công thì tất cả các đòn đánh tiếp theo nó sẽ đánh vào con rẹp này, và con rẹp này đang được giảm 25% sát thương. Đây là một điều rất là tuyệt vời. Ok chưa? Còn lại thì các bạn sử dụng hết tất cả những cái loại bùa nào có khả năng tăng máu tối đa cho chú rẹp này là được. Trong video với đội hình lần này thì nó hơi khác với những video trước Henry làm một chút, là thường thường các bạn sẽ thấy Henry làm từng con một đúng không? Thì bây giờ sau cái con rẹp chủ lực hồi nãy rồi thì bây giờ sẽ làm một cặp. Đây gọi là một cặp hỗ trợ, một cặp support cho chú rẹp này. Và đây sẽ là hai chú cây với những kỹ năng hồi máu nè, búp giáp nè, và đặc biệt là những cái kỹ năng mà gọi là tăng hiệu ứng hồi máu. Tại vì cây là một cái hệ có rất là nhiều cái hiệu ứng tăng hồi máu, ví dụ như là lift để mà hồi máu, hoặc là hiệu ứng healing boost, rất là đặc biệt, rất là đặc trưng của hệ cây luôn, giúp cho khả năng của hồi máu của từng lá bài, từng kỹ năng nó được tăng thêm, được cộng thêm rất là nhiều ha. Cho nên bây giờ Henry sẽ bắt đầu đi vào một cặp hai chú cây support cho chú rẹp. Đây, thì cái cặp cây này nó sẽ có những bộ kỹ năng như sau. Các bạn có thể là sắp xếp cái bộ kỹ năng mà Henry sắp tới chia sẻ cho các bạn làm sao để chia đều cho hai con này để đủ những bộ kỹ năng này là được, chứ không phải cụ thể là một con phải có những kỹ năng như thế này thế kia. Ok chưa ạ? Rồi, bây giờ kỹ năng nó sẽ là như sau. Đầu tiên, rất quan trọng,
các bạn phải giúp cho mình trong hai cái con cây này, các bạn phải có một kỹ năng Sakura. Một Sakura là gì? Là một cái lá tai nó có thể giúp cho búp cho một cái hiệu ứng power, một cái hiệu ứng cho một con. Thì bây giờ sẽ búp cái lá Sakura này cho con rẹp chủ lực. Thì cứ mỗi từ sau khi mà được búp xong á, là cứ mỗi lá bài mình đánh ra là cái con chủ lực đó sẽ được hồi 7 máu. Đây là một cái rất là tiện lợi ha, nó sẽ lời rất là nhiều về lâu về dài cũng như là trong cuối game. Là một kỹ năng Sakura thôi, bởi vì hiện tại phiên bản mới á, là Sakura nó không có cộng dồn như ngày trước nữa, cho nên là một con chỉ nhận được một Sakura thôi. Cho nên là các bạn nguyên một hai con này các bạn chỉ cần một Sakura là cũng ổn rồi ha. Tiếp theo các bạn sắm cho mình là hai con mắt Cucumber Slide. Có nghĩa là cả hai con cây này mỗi con phải có một cái mắt Cucumber Slide. Là để làm gì? Cucumber Slide nó là tốn 2E, nó sẽ hồi máu cho nguyên một team mỗi con 40 máu. Nhưng mà cái đặc trưng nhất của Cucumber Slide này đó là nó sẽ cho thêm mỗi con trong team một cái hiệu ứng là Healing Boost, cho tận 3 Healing Boost. Healing Boost này là gì? Có nghĩa là đây là một cái rất là đặc trưng của hệ cây. Khi là tất cả các hiệu ứng của các hồi máu của các bạn, khi mà có Healing Boost thì nó sẽ cộng thêm. Ví dụ như mình có 3 Healing Boost thì cái lá Sakura hồi nãy mình nói với các bạn là cộng 7 đúng không? Thì bây giờ nó sẽ không cộng 7 nữa mà nó sẽ cộng thành 10. Rồi tất cả các lá hồi máu khác, ví dụ như là hồi 60 máu sẽ thành hồi 63, hay là những cái ngọc hồi 4 máu, hay là những cái gì đó, tất cả cái gì mà liên quan tới hồi máu đều sẽ được cộng thêm với lại số điểm của Healing Boost. Nó có thể cộng dồn lên tới 12, 15, 21, 30, cộng dồn lên vô hạn luôn. Ok chưa? Cho nên đó là lý do tại sao các bạn cần sắm cho mình hai cái Cucumber Slide để mà tích được nhiều điểm Healing Boost nhất có thể. Ok? Rồi, tiếp theo đó các bạn giúp cho mình đó là một cái Cactus nha. Một cái Cactus, đặc biệt cái Cactus này phải nằm ở con axis ở giữa nha các bạn. Cái Cactus này không thể nằm ở axis ở đầu được. Giúp cho mình là cái Cactus này sẽ nằm ở giữa để làm gì? Cactus sẽ có tác dụng là câu chiêu trong vòng một lượt. Điều này sẽ giúp cho các bạn có thể câu sát thương về con giữa để tránh cái tình trạng là ở ngay trong những round 2 hay round 4, hoặc là những round đầu tiên của đối phương á, nó không có clear quá nhanh cái con cây đầu của các bạn. Thì khi mà con cây đầu chết nhanh thì các bạn sẽ mất đi những cái lá bài hiệu ứng, những cái là tạo giáp, những cái hồi máu rất là uổng ha. Cho nên con giữa phải có cho mình là một cái Cactus. Ok chưa ạ? Rồi, tiếp theo các bạn sẽ tiếp tục sắm thêm cho mình đó là một cái lưng Watering Can. Watering Can là một lá bài cho 70 giáp. Ngoài ra nó còn có tác dụng là khi đối phương đánh vào không chỉ một mình bạn mà đánh vào nguyên một team bạn luôn, thì nó sẽ tạo ra một lá bài con, một lá bài phụ mang tên là Pure Water. Lá này thì nó chỉ tốn 0 e thôi, nghĩa là các bạn được xài free và nó sẽ cho các bạn là 6 máu. Thì các bạn nghe kiểu ôi một cái lá này cho có 6 máu bình thường quá đúng không? Giả sử bên kia đánh 3 lần cho được 3 lá bài phụ cộng thêm cũng có 18 máu, đâu có gì là quá xuất sắc đâu. Tuy nhiên nếu chỉ là như vậy thì nó sẽ không có gì xuất sắc. Nhưng nếu mà các bạn để ý xem, đây là một lá bài con, có nghĩa là khi mà các bạn hồi lá máu này thì cái hiệu ứng Sakura hồi nãy mình mới nhắc đến nó cũng sẽ được kích hoạt luôn. Và không chỉ như vậy mà nó còn đi kèm theo những Healing Boost nữa. Cho nên là nếu mà các bạn tích lại những lá bài con này đến tận ra cuối cùng thì lúc đó các bạn Healing Boost của các bạn lên 15, 18, 21 gì đấy, cộng thêm Sakura, cộng thêm lá bài con này, thì nó hồi cực kỳ nhiều nha các bạn. Một lá này hồi tới thậm chí là 30 máu là chuyện rất bình thường. Ok chưa? Cho nên phải sắm cho mình một cái bình Watering Can. Hoặc nếu mà không có Watering Can các bạn hãy sử dụng Timber cũng được. Nhưng mà mình nghĩ là các con cây thì chắc là tìm Watering Can nó dễ hơn ha. Bây giờ các bạn sẽ sắm thêm cho mình một cái Clover nữa. Một cái tai Clover. Hồi nãy là một con là có tai Sakura rồi, thì con còn lại sẽ là tai Clover. Clover này sẽ giúp cho các bạn tạo một cái bình cây. Cái bình cây này nó sẽ tạo cho nguyên team của các bạn một cái hiệu ứng tên là Leaf. Đây cũng là một hiệu ứng rất là đặc trưng của hệ cây. Clip này nó sẽ hồi cho các bạn là 5 máu ở cuối mỗi round. Và nếu mà cái clip này có thể stack lên tối đa là 5 clip. Cho nên là nếu mà các bạn có thể stack đủ 5 clip thì cứ cuối mỗi round các bạn sẽ hồi được 25 máu, chưa kể các hiệu ứng khác cộng vô dồn vào ha. Đấy, cho nên các bạn sắm cho mình một cái tag Clover nha. Rồi, ngoài tag Clover ra thì các bạn có thể sắm thêm cho mình đó là những cái lá khác. Ví dụ như là những lá Hot Bud chẳng hạn, mình Hot Bud, hay là những cái lá tấn công miệng như là Sirius v.v. Các bạn sắm như thế nào cũng được. Nếu mà nó hồi máu nè, nó tạo giáp nè, hoặc là nó nhét rác như là hấp bít nè, là đều ok hết. Được chưa? Ok chưa ạ? Còn lại 6 kỹ năng còn lại các bạn hãy linh động xử lý ha. Các bạn hãy sử dụng cho mình Pumpkin, Hot Bít, Sirius, cứ tạo giáp là được. Ok ha. Rồi, đó là về những cái kỹ năng của hai con cây này. Còn về ngọc thì sao? Ngọc thì các bạn sử dụng những cái loại ngọc thiên về hướng hồi máu cho toàn team, hỗ trợ cho toàn team. Ví dụ như là Healing Pool của hệ cây chẳng hạn là ok. Còn nếu như mà không có Healing Pool thì các bạn vẫn có thể sử dụng những cái Leftover Poison.
nó không sao cả ha. Ok, nó vẫn tốt. Tiếp tục, đó là về bùa. Bùa thì các bạn giúp cho mình là mình nghĩ là các bạn bắt buộc các bạn phải có trong team của mình một cái bùa tên là Leafy Pot. Đây là một cái bùa gắn vào một cái kỹ năng. Thì khi mà sử dụng cái kỹ năng này ra là các bạn sẽ có được một lá, một leaf cho toàn team. Nó cũng giống cái hiệu ứng của cái tai clover mà hồi nãy Henry mới chia sẻ với các bạn. Đó, thì khi mà có thêm cái này rồi thì giả sử như con clover của bạn chết nhanh quá thì vẫn còn con còn lại, nó có những cái lá leaf support này, nó sẽ bứt lá cho team ha, thì nó cũng rất là ok. Hồi một chút máu thôi, nhưng mà với cái team hồi máu là một chút máu cũng rất là quan trọng. Bởi vì chỉ cần các bạn sống sót được một tí thôi là các bạn có một khả năng hồi máu đầy cây rất là nhanh. Ok chưa? Đó là cái bùa cần có của cả hai con cây này. Nhưng mà các bạn sử dụng một leafy pot thôi, nếu các bạn đã có clover rồi đừng sử dụng quá nhiều. Còn lại những cái điểm tiềm năng còn lại, potential point còn lại, các bạn búp hết máu cho mình ha. Búp càng nhiều máu càng tốt về những con cây này. Ok chưa? Và bây giờ Henry sẽ giới thiệu với các bạn, đây là một trận đấu giữa team của hồi máu như Henry mới chia sẻ với các bạn, và một team bên tay phải là một cái team vừa là team độc vừa là team phản. Đây có rất là nhiều ngọc xịn là poison touch và ngọc của thẻ dust. Tôi sẽ cùng nhau xem trận đấu diễn ra như thế nào nhé. Ở trận đấu này thì bên phía tay trái của Henry sẽ đi trước, và ở round 1 thì đã sử dụng cho mình một cái bình clover để hồi máu, để tạo để là khả năng tạo leaf. Tiếp theo đó thì team bạn là team 2, họ quyết định chọn tấn công tất cả các đối phương. Như vậy khá là uổng khi mà cái bình clover chưa được khả năng tạo leaf thì đã bị chết mất rồi. Ở round 3 sử dụng lá cucumber slide để hồi máu toàn team. Đây, nếu bạn thấy thì team độc này sẽ sử dụng cái khả năng của họ là họ sẽ rải độc cho toàn bộ tất cả các team bên kia. Và con này, đây là một con dust có khả năng là tăng thêm sát thương khi đánh vào những con nào đang có hiệu bất lợi. Cho nên đây là một chú dust khá là chiến. Rồi, mình sử dụng lá watering can và đó là một lá freeza để hồi máu 4 lần ngẫu nhiên cho toàn team. Như các bạn thấy thì qua cái freeza này, nó ngoài khả năng là hồi máu ra, nó còn tăng thêm một cái điểm tấn công nữa. Tuy nhiên cái điểm tấn công này không quá quan trọng trong đội hình này. Như các bạn thấy nè, cả 3 XP của mình đều nhận được điểm tấn công, có nghĩa là nó đã hồi máu cho cả đủ cả ba con. Đây, và những lá tạo giáp. Team bạn lại bốc được hai lá rải độc, và thêm một lá rải độc là ba lá rải độc tổng cộng. Cho nên ở round này thì không có một lá bài con được tạo ra, bởi vì team bạn cổ hệ cũng đã biết rằng là team bên tay trái đã búp cho mình watering can rồi. Các bạn có một cái mẹo là các bạn hãy coi vào phần lịch sử, các bạn xem được là Axie nào đã chơi lá bài gì lên con nào. Ví dụ như các bạn thấy con Axie giữa này chơi một lá gì đó lên phía con Axie đầu tiên này, mà các bạn thấy là con Axie giữa nó chỉ có một lá tạo giáp thôi, và cho nên nhìn vào thì biết ngay là team này đã đang sử dụng watering can. Cho nên hạn chế đánh vào khi mà đang có watering can là một quyết định rất là đúng đắn các bạn ạ. Cho nên team bạn nó không đánh một lá nào cả mà chỉ là bút độc thôi. Lại tiếp tục tạo giáp. Hotbutt sẽ tạo những bài rác. Các bạn có thấy là những rau sau các bạn sẽ thấy được là những cái bài rác sẽ xuất hiện nhiều hơn ở trong team bạn. Một lá 7 Seratet. Team bạn quyết định giữ lại lá choáng mà không đánh. Tiếp tục sử dụng Cucumber Slide để mà tăng số lượng bình lên. Hiện tại số lượng bình đang là 6 bình. Đây, lượng độc hiện tại tích là khá là nhiều khi mà đằng con đằng giữa là 20 độc và con trước là 16 độc rồi, và mà tác độc tối đa là 30 tác. Nhưng mà khi mà có cho mình được rằng là hai Cucumber Slide cũng như khả năng tạo leaf, các bạn có thể thấy nè, là ngoài khả năng tạo leaf từ clover thì còn có một cái khả năng tạo leaf nữa đến từ vị trí của lá watering can. Đây các bạn thấy watering can có một cái leaf pivot ở đây. Đây là một trong lá mà khi các bạn nên gắn cái leaf pivot này vào những lá bài nào mà mình chắc chắn sẽ xài, ưu tiên cao sẽ xài, thì khi như vậy chúng ta sẽ vừa tận dụng được cái leaf pivot vừa tận dụng được cái hiệu ứng của lá bài này nhé. Bây giờ thì mới sử dụng. Thường trong mỗi những trận đấu á, thì thường những lá Sakura sẽ được sử dụng rất là sớm ở ngay những ra đầu tiên, bởi vì nó là những lá innate. Tuy nhiên lúc nãy á, thì bên phía tay trái thay vì sử dụng lá Sakura lại quyết định là chọn cho mình là sử dụng cái clover. Đó là lý do tại sao mà bây giờ Sakura mới được sử dụng nè các bạn. Đây các bạn thấy nè, những hiệu ứng như là của Bosnell hay là Pumpkin thì nó sẽ còn hoài cho đến khi bị đánh thôi. Đây các bạn thấy đánh nè, nó bóc được hai lá bài luôn. Thì bạn con độc rất là nhiều, và hiện tại thì con ở giữa đã được số độc tối đa là 30 sát độc rồi. Không thể sử dụng như leo do bị đã bị choáng. Thì bạn đánh rất tốt ha. Và quyết định là giữ lại, và quyết định là return lại một lá dưa leo để hồi sau có thể hồi máu.
Trận đấu này sắp bước vào Dortmund rồi các bạn. Đây đam rất là to. Khi mà cái lá Gila này các bạn thấy là gây 100 mấy đam, là nó sẽ gây thêm là 2 đam bonus cho mỗi tác độc. Như vậy hồi nãy bên kia có tới 30 tác độc, có nghĩa là sẽ 60 đam bonus cộng với 42 là 102 đam các bạn. Đánh rất đau à, team bạn đây là một team độc rất là xịn các bạn ạ. Một con bên tay trái đã ra đi rồi các bạn, bây giờ hiện tại chỉ còn lại là 2 đấu 3. Để xem sẽ như thế nào đây ạ. Lại liên tục tác độc ạ. Giữ lại cho mình một, bên team bạn giữ lại cho mình một lá stun để có thể stun của team bên tay trái trong lượt sau. Lên giáp. Và quyết định là giữ lại cho mình lá hồi máu. Mình khả năng rất là cao là trong sau round này thì cái con cây giữa sẽ ra đi các bạn. Cho nên là quyết định là sẽ giữ lại cho mình lá hồi máu. Hiện tại team độc đang có lợi thế, tuy nhiên ở tầm ra đến ra thứ 23 thì độc sẽ không còn là lá có lợi thế nữa. Và quyết định giữ lại cho mình một lá hồi máu là mắc tricky các bạn ạ. Tầm 23 là sẽ rất là đuối, thì sau round này thì bạn sẽ bị trừ khoảng đâu đó là 70 máu. Và ra sau nữa sẽ trừ 80 máu, có nghĩa là ở ra 25 sẽ là ra kết thúc trận đấu này. Thì để xem phía tay trái sẽ đánh như thế nào các bạn nhé. Lên một lá giáp, hai lá giáp và thêm một lá tricky đó hồi 50 máu nữa. Như vậy hết round này mà team bạn không thể công qua 140 giáp này thì là gần như là end game các bạn. Ra một cái phản đam con cuối chết rồi các bạn. Rồi như vậy thì bây giờ sẽ trừ 80 máu và ra sau chắc chắn là team độc sẽ giành chiến thắng bằng lớp môn các bạn ạ. À. Đây, rất là tuyệt vời phải không ạ? À? Cho dù không phải là lá hồi máu này thì vẫn sẽ hồi máu được trên 90 máu các bạn nhé. Trên 90 máu mà bây giờ sẽ là lớp môn sẽ đẩy chết rồi các bạn. 100 máu, ok. GG end game. Cho nên là đây là một team counter team độc rất tốt các bạn. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với trận đấu tiếp theo của team Hill, đánh với là một team rất là nhiều đam, rất là nhiều sát thương. Như các bạn đã thấy thì đây là một cái team gồm có một chú thú tăng với khả năng hồi máu cũng như là khả năng tạo giáp rất là ok. Và khả năng cái tay hồi máu này cũng giống như cái tay hồi máu của chú rẹp, vừa hồi máu vừa tăng đam. Tiếp theo là một chú don rất tiện với khả năng với cái cây ngọc này các bạn. Với cái ngọc này đây là một khả năng khi mà team có đánh một lá tấn công, cái con ấy sẽ đánh một lá tấn công thì nguyên team sẽ nhận thêm một cái tăng đam. Còn khi mà đánh chiêu thủ thì sẽ con này sẽ nhận thêm được 15 giáp. Đấy, nhưng mà đó là một cái team hỗ trợ với nhau ha. Nhưng mà chủ yếu mình sẽ liên quan tới cái phần đánh tấn công của con này. Đây là một cái ngọc mà tăng khả năng tấn công rất là ghê của hệ don các bạn ạ. Mặc dù là don nhưng mà tất cả các chiêu của nó nè các bạn. Đây là một con sát don nhưng mà tất cả các chiêu là chiêu chim. Và yeah, với những chiếc bùa là ông mặt trời các bạn ạ. Chiếc bùa ông mặt trời này có giúp các bạn khả năng là sẽ đánh ra con xa nhất, sẽ stun ra con đằng sau cùng đó các bạn. Khi mà đánh cái lá này các bạn sẽ ngủ được con cuối cùng. Còn là những lá khác đánh vào những con đầu tiên và con thứ hai nó sẽ rất là ok ha. Nói chung đây khi mà lên tới cái top rank này rồi, các đội hình đa số rất là mắc binh. Còn đây là một chú chim với cái ngọc có thể gây thêm 20% đam nếu mà máu trên 50%. Còn nếu mà dưới 50% máu thì sẽ nhận giảm 20% sát thương. Cũng rất là xịn luôn các bạn ha. Với những bộ kỹ năng gây chảy máu, với những bộ kỹ năng có thể sẽ đánh bocky để mà né, đánh ngẫu nhiên để mà né được những con bức giáp ở tuyến đầu. Rất là ok luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem trận đấu sẽ diễn ra như thế nào nhé. Có một đặc. Đây. Ở ngay round 1 đánh cho mình một lá blackmail để nhét một lá rác vào. Sẽ khá là bất lợi khi mà team bạn ở round 2 bốc chỉ được có 4 lá thôi, thì trong đó có một lá là lá blackmail rồi các bạn ạ. À. Một lá Sakura bước ra đằng sau. Tiếp theo đó là một lá Scaly Bull bước giá cho con đầu tiên. Giữ lại lá blackmail đánh rất là hay. Ở round sau có hiện tại thì ở round này team bạn chỉ có 2 năng lượng thôi. Thế là chỉ tấn công được 2 lá vào con đầu tiên thôi. Và round sau thì bên phía tay trái đội mình phải hồi máu có thể sẽ dùng khả năng câu chiêu ra đằng sau để mà hút sát thương. Đây, đánh luôn một lá đuôi có thang câu chiêu luôn và câu chiêu ra đằng sau. Như các bạn có thể thấy thì ở đây giảm 25% sát thương, sẽ giảm được rất là nhiều sát thương các bạn ha, và máu đang đầy trở lại rồi. Đánh chơi một lá Ramaphan để mà gây hiệu ứng mỏng manh, hiệu ứng gây thêm 20 sát thương vào sau. Gọi lên một con chim để mà có thể tăng khả năng dồn đam cho lượt sau. Quyết định cắn stun là con thú đầu tiên và sau đó sử dụng dưa leo để hồi máu. Rất tốt. Thì ở lượt này mặc dù team bạn có thể đánh được 4E nhưng mà bị cắn mất con thú đầu tiên rồi, cho nên chỉ đánh được 2 lá bài thôi. Đó là do sức, đây là một phần sức mạnh của lá Tiny Turtle nha các bạn. Như bạn thấy là đánh được tới tầng 4E lận nhưng mà chỉ đánh được có 2E thôi các bạn thấy không? Tại vì 3 lá là 3 lá của thú rồi. Bài đang ra rất là đẹp cho bên phía của team hồi máu. Tiếp tục sử dụng lá Aqua Watering Can để mà có thể sẽ tăng được một clip. Sau khi sử dụng Watering Can sẽ tăng được một clip. Thì các bạn thấy không? Team bên kia sử dụng ngủ và con cuối cùng.
Nhưng mà những lần tiếp theo sẽ giải ngũ các bạn, bởi vì đây là hút chiêu rồi. Con cuối là con hút chiêu. Và anh ấy vẫn giữ, tiếp tục giữ lại cho mình một lá mèo, có thể là lại tiếp tục muốn câu chiêu ra đằng sau, tiếp tục. Lại tiếp tục ra được Warwick Cô, bài ra rất đẹp cho bên phía tay trái. Lại tiếp tục sử dụng hồi máu. Sử dụng mèo Sakura sẽ tăng thêm khăn hồi máu, đây các bạn nhìn thấy nè. Không chỉ là hồi chín đâu các bạn, một lá nó như vậy nó bây giờ nó sẽ hồi được tới 30 máu các bạn thấy không? Từ 300 lên 331 và đầy cây máu luôn. Tại vì đã có chín cái bình máu cũng như là những cái ngọc Healing Pearl, hai cái ngọc Healing Pearl đây hỗ trợ việc hồi máu rất nhiều các bạn. Tiếp tục là những đòn tấn công. Các bạn thấy không? Đánh mãi đánh tận 4-5 đòn thì vẫn chỉ có được nửa cây máu của con này mà thôi. Rất là trâu các bạn ạ. Tiếp tục là câu chiêu. Thì ở đây mình có một cái lưu ý cho các bạn là khi mà một trong đội hình có cả hai con cái hiệu ứng Thorn này thì game sẽ đánh con nào gần nhất cái hiệu ứng Thorn nha các bạn nha. Lại tiếp tục hồi máu. Sử dụng lá Blackmail để mà có thể lấy thêm bài. Và ở đây có một cái bi đen khá là ok để giải những hiệu bất lợi này các bạn. Lá bi đen sẽ nằm ở trên tay, bộ bài sẽ nhỏ lại bốc được nhiều hơn. Thì mình thấy này có rất là nhiều giá các bạn thấy không? Rất là nhiều giá và những lá hỗ trợ, rất là nhiều luôn. Đây, cầm hai mail. Lại không sử dụng hai mail để giành lại để lần sau đánh tiếp các bạn ạ. Rất là may mắn khi mà ở lần này thì có một cái lá đánh đam AOE khiến cho cái bình nước, có vẻ như hai trận đấu mà mình cho các bạn xem thì cái bình nước không bao giờ, cái cây các bạn, cái bình Clover sẽ không bao giờ được sử dụng cả, vừa ra là bị team bạn đánh liền. Và tiếp tục là câu chiêu các bạn. Hiện tại bây giờ ra thân thứ 17 rồi, bắt đầu vào lớp Moon rồi các bạn ạ. Đã bắt đầu vào lớp Moon rồi. Như các bạn thấy thì hiện tại nè, team của các bạn đã, hai con đầu đã đi hết nửa máu rồi các bạn. Là bị phản đam và bị cái lá đầu tấn công á, đi hết nửa máu rồi. Lại tiếp tục hồi máu cho toàn team. Lên giáp con cuối. Lại là một cái bình Clover. Blackmail. Tiếp tục là những lá bình nước để hồi máu. Hồi máu rất ghê các bạn ạ, hồi máu rất ghê. Con cuối này chỉ là sử dụng cái ngọc rất là bình thường là leftover thôi các bạn. Ngọc mà con nào cũng có hết. Không phải là ngọc gì là quá cao siêu đâu các bạn. Nếu mà nó có ngọc được generator của con rèm nó thì thôi, bá cháy luôn các bạn ạ. Team bạn đã đánh theo chiến thuật gọi là blackmail, 3 blackmail nè các bạn. Đây là một team rất là khó chịu. Mình chưa nói các bạn là sử dụng tới 3 blackmail. Để làm gì? 3 blackmail này nó có khả năng là dồn chết con cuối cùng luôn. Và thêm như nữa là nhét rất là nhiều rác vào team bạn. Để mình liên tục câu ra đằng sau để đánh các bạn ạ. Nhưng mà mình nghĩ với những cái bình nước và những cái bình cây như thế này thì đánh rất là khó. Đẩy cái bình cây trước đấy, đặt ở trước đã chặn được một đòn. Hết round này thì trừ có vẻ đâu đó khoảng chừng 6-7 nếu mình nhớ không lầm là sẽ trừ đâu đó khoảng chừng 60 máu. Và bây giờ chỉ cần ăn một đòn tấn công nữa thôi là con chim này sẽ chết. Chỉ cần với một đòn tấn công nữa thôi con chim này sẽ chết các bạn ạ. Đây chỉ cần một series thôi là gãy game. Cho nên các bạn có thể cân nhắc trang bị thêm cho mình 1-2 lá tấn công để cho mình huống như thế này nhé. Rồi hết game rồi các bạn. Bây giờ thì lớp Moon sẽ tiễn cái con chim đó đi. Good game chi chi các bạn ạ. Và đó là tất cả những cái ưu điểm của đội hình này. Các bạn thấy rất là dễ chơi đúng không? Rất là đơn giản mà cũng rất là hiệu quả. Đánh được với lại khá là nhiều team. Tuy nhiên có một cái nhược điểm của đội hình này. Mình tin chắc là cái nhược điểm này ai nhìn vô cũng thấy. Đó là chơi cái đội hình này nó rất trĩ. Nó là gọi là phải là chúa tể thời gian, ông hoàng của vũ trụ. Không có cái gì làm khác ngoài cái việc chơi XT thôi. Thật là nói đùa như vậy thôi các bạn. Nhưng mà đúng là chơi cái team này thì các bạn cũng thấy rồi đó. Mình phải chủ động kéo trận đấu lên tới ra 23, 25, thậm chí hai team heal đấu với nhau thì lên tới ra 30 cũng có. Cho nên nó sẽ mất tầm từ 5 đến gần như là 7-8 phút cho một trận đấu. Và nếu mà các bạn đánh 60 em một ngày thì công nhận là khoảng thời gian các bạn bỏ ra cũng phải làm 7-8 tiếng một ngày á. Thì nó cũng hơi chua thật sự là như vậy. Tuy nhiên đó cũng là lý do mà ít người chơi đội hình này. Nhưng mà nó khá là ok nếu mà các bạn cảm thấy đây là cái cách chơi của các bạn thích chơi nhây như vậy, các bạn thích chơi hồi máu khó chịu cho đối phương như vậy thì các bạn có thể chọn đội hình này để chơi. Còn nếu như mà các bạn không muốn chơi thì mình nghĩ rằng cái video này cũng sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức, những cái điểm mạnh của đội hình này cũng như là những điểm yếu của nó để các bạn có thể học cách để mà counter lại ngược khi mà gặp nó ở trong răng. Thì tất nhiên điểm yếu của đội hình này thì như mình có thể chia sẻ đó là nó sẽ
đánh khó đánh với lại những đội hình nào mà có khả năng dồn đam rất nhanh, rất mạnh, có những cái ngọc bùa siêu xịn như là Vulnerable nè, là mỏng manh nè, hay là chảy máu nè, hay là tăng, hay team bạn có nhiều cái năng tăng sát thương nè, hay là đánh đam AOE nè, vân vân và vân vân, những đội hình mà có ngọc và bùa xịn siêu xịn thì sẽ đẩy đội hình này rất là nhanh. Còn nếu như mà chưa có nhiều ngọc và bùa xịn thì đội hình này vẫn là một đội hình cực kỳ khó chịu nha các bạn. Rồi thì đó là một số lời khuyên cũng như là một số chia sẻ của Henry dành cho các đội hình này. Xin chào và hẹn lại các bạn trong những đội hình Meta AC tiếp theo. Mặc dù chơi cái team này hơi lâu xíu thôi nha, nhưng mà gặp team nào xử nó liền anh em, hơi bị chiến. Làm sao vậy? Sao mới đầu không nói vậy đó? Bực mình quá à. Nói được thì làm được đi, có ai ép đâu. Chúng ơi, là anh Trung nè, em ra được không anh Trung ơi? Chết em. Chuyện sư gửi thôi, em muốn em ơi. Và sau đây sẽ là câu hỏi đố vui minigame dành cho những bạn nào đã xem video của Henry. Ngoài kỹ năng Watering Can có khả năng tạo thêm các lá bài phụ là Pure Water, thì trong Axie Origin còn kỹ năng nào cũng có khả năng tạo thêm các lá bài phụ khi mà bị đối phương tấn công? Các bạn hãy trả lời bằng cách comment ngay bên dưới video với cú pháp câu trả lời xếp gạch tên Discord của các bạn, xếp gạch một con số may mắn từ 1 đến 99. Một phần quà trị giá 10 BUSD sẽ dành cho một bạn duy nhất có câu trả lời đúng và có con số may mắn gần với con số mà Arsenal đã quay ra. Các câu trả lời sẽ được ghi nhận trong vòng 1 ngày kể từ video này lên sóng. Kết quả sẽ được công bố trong video tiếp theo của Arsenal. Các bạn hãy nhanh tay trả lời và đón chờ kết quả nhé.